Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Random Channel của mình. Thì lại là mình đây, tiếp tục chương mục tổng hợp tin tức xe máy hôm nay. Mình lại cập nhật giá bán cũng như trả góp cho dòng Yamaha Exciter 150 ở đầu tháng 8 cũng như tới giữa tháng 8 cho phiên bản nguyên bản này nha các bạn. Thì bạn nào xem xong video clip đừng quên đăng ký kênh cũng như like clip để ủng hộ mình và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha. Thì theo như thường lệ mình sẽ quay sơ lược mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát một xíu ha. Thì đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cửa hàng này tọa lạc ngay tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 gặp anh Côn ha. Anh này là chủ cửa hàng xe máy An Thành Phát nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại chủ đề chính ngày hôm nay, đó chính là mình sẽ cập nhật giá bán và trả góp luôn nha. Thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Yamaha Yamaha Exciter 150 này với mức giá là khoảng 42 triệu đồng ha, cho phiên bản nguyên bản, và giá mình báo đã bao gồm thuế VAT 10% nha. Còn về phần trả góp á, thì hiện tại tháng này cửa hàng đang hỗ trợ không cần trả trước nha, hoặc là trả trước 0 đồng đối với phiên bản Yamaha này. Còn bạn nào mà trả trước 50% giá trị chiếc xe là nhận ngay cả vẹt gốc ha. Còn thủ tục thì rất là đơn giản luôn, chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu nha. Nói chung là mình khuyên các bạn này, khi mà mình làm hồ sơ trả góp á, trả góp 0 đồng cũng ok thôi, nhưng mà nếu mình có điều kiện á thì mình trả trước 2, 3 hoặc 5 triệu đồng để mình dễ đậu hồ sơ nha. Còn mà trả trước 50% giá trị xe là nhận ngay cả vẹt gốc á thì không cần phải nói rồi ha. Đó, và 18 tuổi trở lên là mình có thể làm hồ sơ trả góp nha. Và cửa hàng hỗ trợ trả góp toàn quốc luôn nha mọi người, giao xe tận nhà luôn ha. Chi tiết hơn á, thì các bạn cứ liên hệ theo anh Côn nha. Đó, số điện thoại mình luôn cập nhật phía góc trái màn hình ha. Rồi tiếp tục mình sẽ cập nhật giới thiệu sơ lược ba phiên bản độ này, một trong những ba màu cực kỳ hot trong thời gian gần đây luôn, đó chính là màu xanh cũng như màu đỏ và màu cam nha mọi người. Đó, mà thấy không, nhìn rất là đẹp luôn ha. Thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu sơ lược màu xanh này nha. Đây, màu xanh này phối lại màu đen rất là đẹp luôn, và mâm cũng là màu xanh đậm luôn. Thì màu này cũng tương tự giống như các màu khác thôi, nhưng mà nhìn kỹ là sẽ có một số chi tiết khác nha mọi người. Đây là phần mặt hông bên phải xe nè, thấy không? Mình sẽ quay kỹ và góc xa phần mặt hông bên phải xe để các bạn xem mà mình chú ý luôn ha. Thấy chưa, nhìn rất là đẹp luôn ha. Và bây giờ mình sẽ quay cận cảnh nè. Đây là cận cảnh này ha, nhìn đi. Đó, đây là phần hông xe, tên xe nè, Exciter 1 nè, nào Exciter nè ha. Và sau này có chữ AGV cũng như logo Yamaha màu trắng, cũng như ở dưới một xíu có chữ Yamaha màu đen trên nền xanh, nhìn rất là đẹp, rất là nổi bật luôn. Và đây là ranking tem, là tem xe đua đó mọi người, dịch ra tem xe đua á, Rambo, nhìn đẹp ha. Cửa hàng cũng có một phiên bản MX King đổi theo màu này luôn nha mọi người. Nói chung là MX King hay là Ed nó cũng tương tự như nhau hết, chẳng qua là nhập khẩu thì là MX King, nhưng mà sản xuất trong nước thì gọi là Exciter thôi, chứ không có khác gì hết nha. Đó, và bánh mâm này ha, bánh mâm được độ màu xanh này luôn nha. Trước sau gì cũng được độ màu xanh đậm hết á, nhìn rất là đẹp luôn ha. Còn bô là bô gin nha. Này, bô đều là gin, cửa hàng không độ bô lại nha mọi người. Đó, các chi tiết phụ kiện đều là không độ hết ha. Rồi đây là phần mặt hông trước của xe nè. Đây, thấy chưa? Rizoma, và đây Diaz 150 gì đây, nhìn rất là đẹp ha. Yamaha Drum, nói chung là toàn tiếng Anh không, mình không có biết nữa, nhưng mà những chi tiết này nó tạo cho chiếc xe nhìn rất là nổi bật, rất là đẹp luôn. Đây, phía dưới đây là cũng có chữ Yamaha Drum Rig đây nè, thấy không, đẹp ha. Ở đây có một cái sọc trắng đây tạo điểm nhấn, nhìn rất là đẹp luôn đó, thấy chưa. Và chỗ này có chữ Speed Hunter nè. Mình không nhớ không làm là có một phiên bản MX King cũng độ tương tự chiếc này luôn, không khác gì hết mọi người. Tiếp theo là phần mặt trước xe này cũng như bánh trước xe luôn ha. Đây là phần mặt nạ trước của xe nè. Đó, nhìn đẹp không? Mình sẽ quay từ từ để các bạn xem luôn ha. Đó, ok ha. Thì nói chung là về màu sơn xe là cửa hàng bảo hành từ 2 đến 3 năm nha mọi người. Không có lo về vấn đề sơn xe ha, bảo hành từ 2 đến 3 năm tha hồ thoải mái luôn. À, đây bánh trước xe không được độ lại đâu nè ha. Thấy chưa, màu xanh nhìn rất là đẹp luôn ha. Và bây giờ mình sẽ quay phần mặt hông bên trái xe tổng quát để các bạn xem luôn và đánh giá luôn. Đây phần mặt hông bên trái của xe nè ha. À, cũng tương tự như mặt hông bên phải thôi ha, không có gì khác biệt hết. À, thấy chưa, ok không? Mình quay từ từ chậm rãi bạn xem nè ha. Nhìn đẹp ha, cực kỳ thuyết phục luôn, nhìn ở ngoài còn đẹp hơn nữa, tại vì máy hình của mình quay nó hơi mờ, các bạn thông cảm nha, nhưng mà nhìn ngoài đẹp lắm.
Còn đây, đây là phần màu đỏ, đó, màu đỏ kết hợp với màu trắng và màu đen. Nhìn rất là đẹp luôn nha, mình không biết tại sao nhưng mà từ phiên bản Sonic Rider Sachia cho đến phiên bản Exeter này, mọi người cực kỳ thích màu đỏ luôn. Thấy chưa? Đây là phần màu đỏ này nha, màu đỏ đây là phần mà không bên phải của xe nè. Bạn thấy không? Đẹp không? Nhìn rất là đẹp luôn ha, mình sẽ quay kỹ bạn xem nè. Đó. Đây có cái dòng chữ B4May nè, nhìn rất là đẹp ha, tạo điểm nhấn luôn nè. Đây, đây là phần mà không trước của xe nè, nhìn đẹp không? Nền đỏ có logo và các chữ màu đen tạo điểm nhấn. Nhìn đẹp ha, nhìn cực kỳ thuyết phục luôn ha, với chữ Motul nè. À, chiếc này đỏ đẹp ghê ha. Và bánh mâm. Đây, bánh mâm là có một cái đường viền màu trắng nè, tạo điểm nhấn nè. Bạn thấy không? Thay vì đen không á, bánh mâm màu đen không á, nhìn đã đẹp rồi nhưng mà chiếc này được đội lại một cái viền màu trắng nữa, nó tạo lên cái điểm nhấn nhìn còn đẹp hơn nữa các bạn. Nhìn đẹp rất ok luôn. Đó. Ở đây là phần mà không sau xe nè, mình sẽ quay luôn nè. Đây. Thấy không? Motul. Đây, cái đuôi là nửa đen nửa đỏ nhìn rất là đẹp ha. Thấy không? Mình sẽ quay các bạn xem chi tiết luôn nha, mình quay chậm chậm để mình các bạn xem chi tiết luôn cho nó khỏe, mình đỡ nói. Mình nói riết mình mệt quá mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo là mình sẽ quay phần mặt không bên trái xe nè. Đây, đây là phần mặt không bên trái xe nè ha. Nhìn đẹp ha. Đó, thấy chưa? Mình sẽ quay kỹ từng chi tiết một. Đó, mình đưa từ từ nha. Các bạn xem luôn. Đẹp nha. Chiếc này cực kỳ đẹp luôn đó mọi người. Thấy không? Exeter 150 ha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, Motul. Olin Hill gì đây. Đó, mình rất ok ha. Và tiếp theo, mình sẽ quay phần mặt nạ trước của xe nè. À, đây là phần mặt nạ trước nè ha. Đó, thấy không? Nhìn đi. À, toàn màu đỏ. Và điểm nhấn là hai bên có hai sọc màu trắng nè. Nhìn đẹp chưa? Đó, mình quay khúc sau bạn xem nè. Nhìn rất là đẹp luôn ha. À, và đây là phần mặt nạ trên đây nè. Có cái logo hình bông lúa nè. Nhìn đẹp không? Thấy chưa? Ca Bắc, Rinkin Ca Bắc. Và cuối cùng là màu cam. Này, màu cam đen. Màu này cũng cực kỳ hot luôn ha. Đây là phần mặt không bên phải nè, mình sẽ quay tổng quát để các bạn xem luôn nè. Đó, bạn nào mà rành về xe là mình xem sơ sơ là biết ngay là chiếc nào đẹp, chiếc nào xấu liền. Đó, nhìn đẹp không? Đó, màu cam kết hợp với nền bạc và chữ lại màu cam. Rất là lạ luôn mọi người. Ở đây, đây. Ở mặt đằng sau này, thấy không? Có chữ nè, How Power CGRG. Thấy không? Cái chỗ này rất là lạ nè, mình quay kỹ bạn xem luôn nha. Các bạn thấy không? Ừ, nhìn lạ không? Sọc xanh sọc đen nhìn đẹp ha. Domino à, thì ra cái hiệu ứng domino hay gì đó. Bạn thấy nhìn không? Để mình qua bên kia mình sẽ quay phần mà hông bên trái á, nhìn sẽ kỹ hơn mọi người. Tại vì hai mặt hông hai bên đều như nhau mà mặt bên đây nó trực quá. Đây. Đó, mình quay khúc sau bạn xem nè. Ok không? Thấy chưa? Mặt hông bên này cũng như mặt hông bên kia đều giống nhau hết nha. Nhìn đẹp không? Rất là đẹp luôn ha. Đó, thấy chưa? Rất là xịn sò luôn. Đó, đây sẽ quay mặt không đây nè, mặt không sau xe nè, thấy chưa? Tên xe Exeter màu đen trên nền cam và sọc này, cái này là giống như mấy cái áo sơ mi á hồi xưa mình hay mặc á, nó chơi vậy thôi. Domino ha. Đó, còn đây là phần mặt không trước của xe nè. Đó, thấy chưa? Ok không? Chiếc này là ba chiếc này là cửa hàng đều đổ lại cái màu tem cũng như bánh mâm thôi, còn chi tiết phụ kiện đồ các kiểu ít đổ ha. Đây là chắn bùn trước nè, cũng màu cam kết hợp với màu xanh sậm luôn, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, thấy chưa? Và bánh mâm bên kia là viền trắng, còn đây là viền cam á, nhìn rất là lạ, rất là đẹp luôn. Màu viền trắng thì nó nổi hơn so với viền cam này nha mọi người. Rồi, như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cũng như trả góp cho dòng Yamaha Exeter 150 ở đầu tháng 8 cho đến giữa tháng 8 này. Bạn nào có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 gặp anh Côn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Đừng quên đăng ký kênh cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha mọi người. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.